Trong cái đoạn clip ngắn này, Thủy xin chia sẻ với các bạn 5 từ vựng căn bản có trong cái bảng chữ vàng gọi là Golden Word List. Nếu các bạn có theo dõi thì các bạn sẽ biết cái bảng Golden Word List. Đây là cái bảng chữ cái. Đây là bảng chữ rất là căn bản của con nít Úc khi đi học lớp mẫu giáo ha. Thì khi các bạn sử dụng được những cái bảng chữ này thì các bạn sẽ học tiếng Anh rất là nhanh và dễ. Đây là những cái chữ mà có tần số rất là cao. Vậy chữ A nghĩa là gì? A, đọc là A. A có nghĩa là một. Nó là mạo từ. Khi nó ở trong câu á, nó có nghĩa là một món đồ gì đó. Nó đứng trước cái từ mà có thể đếm được. Chẳng hạn như là I have a job. Tôi có một công việc. I have a job. Vậy từ này có nghĩa là một. Khi nó nằm trong câu nó là một. Nhưng khi mà nó đứng rời thì các bạn không có dịch là một ha. Nó không phải là số một. Không phải là số một, số hai. Mà nó có nghĩa là một khi nó ở trong câu. Các bạn xem câu là I have a job. Tôi có một công việc. Từ thứ hai đó là từ and. And. And có nghĩa là và. You and I have a job. Bạn và tôi có một công việc. You and I have a job. Từ thứ ba đó là từ be. Be nó là nguyên thể của động từ to be. Từ này có nghĩa là hoặc là thì, hoặc là bị, hoặc là ở. Nó nằm trong bốn nghĩa này. Các bạn xem câu này ha. We will be hungry. We will be hungry. Chúng ta sẽ bị đói bụng. Chúng ta sẽ bị đói bụng. Vậy có nghĩa là chúng ta phải mang đồ ăn theo chứ lát nữa sẽ bị đói bụng đó nếu không có đồ ăn, đúng không? Vậy thì mình nói là we là chúng ta nè, will là sẽ nè, be là bị. We will be hungry là đói bụng. We will be hungry. Từ kế tiếp, từ này khi học tiếng Anh thì hầu như ai cũng biết phải không? I. I là gì? I là tôi, là người ngồi thứ nhất nói chuyện phải không? Tôi hoặc em hoặc mình khi mình xưng hô với người khác. Nhưng mà mình là người nói. Trong câu là I have a friend. Tôi có một người bạn. I have a friend. Rồi từ cuối cùng là từ in. In là ở trong. I live in a house. I live in a house. Tôi sống trong một ngôi nhà. Rồi bây giờ các bạn đọc theo mình nha. I have a job. Câu thứ hai. And you and I have a job. Câu thứ ba. Chữ be ha. We will be hungry. Thứ tư là từ I. I have a friend. Tôi có một người bạn. Từ cuối cùng là từ in. I live in a house. Rồi, bây giờ các bạn đọc trước, mình đọc sau nha. A. I have a job. Đúng rồi. Từ câu thứ hai. And you and I have a job. Từ thứ ba, be. We
will be hungry. Từ thứ tư, I have a friend. Từ cuối cùng, in. I live in a house. Các bạn nắm được nghĩa chưa? Nghĩa này là gì? A là gì? Một, an, và B là thì, bị, ở. Phải không? Một trong bốn từ này. I, tôi, hoặc là em. Khi mình nói chuyện với người nào thì mình tự dịch ra tiếng Việt người đó ha. Tiếng Việt mình thì mình có, mình khi mình nói chuyện với mẹ mình thì mình xưng con. Khi mình nói chuyện với anh, với chị mình thì mình xưng em. Nhưng mà tiếng Anh chỉ có một từ duy nhất, đó là I. Dù mình nói với ông bà cha mẹ hay là nói với sếp mình, mình vẫn xưng hô là I ha. Tiếng Việt mình thì nó phong phú hơn ở cái từ I này. In là ở trong, bên trong. Rồi, phần tiếp theo các bạn thử thực tập vào trong một cái đoạn văn như thế nào nhé. Bây giờ mình sử dụng 5 cái từ này trong một cái đoạn văn này. Mình có một cái đoạn văn ngắn, đó là gì? I have a job. And you have a job. Tôi có một công việc và bạn có một công việc. I want to be your friend. Tôi muốn làm bạn với bạn. Tôi muốn được làm bạn với bạn, phải không? Please come in. Xin mời vào. Come in là vào bên trong ha. Please là khi mình lịch sự, mình mời hay là mình yêu cầu thì mình dùng chữ please. Nó tỏ vẻ lịch sự, người ta rất là thích nghe và người ta cảm thấy vui khi mình nói từ please. Khi mình yêu cầu hay ai đó làm gì đó cho mình dùng từ please. Các bạn nhớ nha, đọc là please. Bây giờ các bạn đọc theo mình ha. I have a job and you have a job. I want to be your friend. Please come in. Rồi, cái bài này dịch ra như tiếng Việt như thế nào nè? Kéo mà dịch thử xem. Mình dịch sau bạn các bạn nha. Tôi có một công việc và bạn có một công việc. Tôi muốn trở thành bạn của bạn. Vui lòng vào trong, xin mời vào. Khi mình dịch ra từ tiếng Việt ra tiếng Anh hay tiếng Anh ra tiếng Việt, mình chỉ dịch tương đương, các bạn đừng có dịch sát nghĩa từng chữ một thì nó sẽ ra, có lúc nó rất là kỳ, rất là tối nghĩa các bạn nha. Cho nên cái chỗ này là mình dịch là gì? Ô, xin mời vào. Rồi, have là gì? Have là có, job là công việc, want là muốn, please là vào trong, friend là bạn, your friend là bạn của bạn. Tôi muốn trở thành bạn của bạn, nói sao nè? I want to be your friend. Xin mời vào. Các bạn nói tiếng Anh như thế nào? Đúng rồi, please come in. Rồi bây giờ dịch câu cuối cùng. Tôi có một công việc và bạn cũng có một công việc. Nói làm sao nè bằng tiếng Anh? I have a job and you have a job. Đúng rồi. Rồi, hy vọng là bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bạn một chút xíu về cách sử dụng 5 cái từ rất là cần thiết của tiếng Anh ha.